Sunset. The battle opens. Hoàng hôn ngày 13 tháng 3 năm 1954, trận tiến công bắt đầu. Lực lượng quân Việt Minh Cộng sản trên các cao điểm đã nhả pháo như mưa xuống các cứ điểm do quân Pháp chiếm đóng ở phía dưới, trong cứ điểm Him Lam. Và sau đó, các sư đoàn của bộ binh Việt Minh đã tràn xuống tấn công vào cứ điểm Him Lam dưới làn đạn pháo yểm trợ dày đặc. Chỉ có một máy bay ném bom của Pháp có thể cất cánh và trút bom xuống quân Việt Minh mà thôi. Dù sao đi nữa, đợt phản công đầu tiên này của người Pháp, lực lượng của Cộng sản tạm thời dừng lại trong những tổn thất nhất định. Nhưng rồi, cuộc tấn công vẫn tiếp tục và lính Pháp hiểu rằng họ đã bị đánh bẫy. Trong những giờ đầu, thương vong của lính Pháp khá nặng nề. Chỉ huy Pháp tại tập đoàn cứ điểm này là Đại tá De Castries gọi điện cho viên trung tá chỉ huy pháo binh và viên sĩ quan chỉ huy cứ điểm này đã xin lỗi vì đã bị động đối phó, và viên trung tá chỉ huy do sự thất bại nặng nề trong cơn túng quẫn đã tự vẫn. Người ta thấy rằng lính Pháp đã phạm sai lầm lớn là cố thủ trong các hầm ngầm trong cứ điểm, và lực lượng Việt Minh Cộng sản tấn công đã tràn vào các hàng rào dây thép gai và các công sự cố thủ của lính Pháp. Sau đó, Pháp đã hoàn hồn. Lính Pháp tổ chức ba bộ phản công một cách yếu ớt nhưng đã thất bại. Trong số 700 lính Pháp chiếm đóng cứ điểm này thì có 200 tên còn sống sót. Và cuối cùng, lực lượng Cộng sản đã tràn vào các chiến hào trong cứ điểm. Số sống sót này đã phải rút chạy. Vào giữa mùng 3 tháng 3, cứ điểm này đã hoàn toàn lọt vào tay Việt Minh. Người ta nói rằng, ở các cứ điểm trên, lực lượng Việt Minh đã chịu tổn thất 2.500 người. Trên các đỉnh đồi, trên các cứ điểm đã thất thủ và đầy những xác chết, những người bị thương và những người đang hấp hối. Họ phải dùng đến máy bay làm phương tiện cấp cứu. French casualties are also high. A hospital plane is stranded, leaving the only French woman, Nurse Genevieve de Galard. We were putting the wounded. Tôi ở trong số những thương binh ngồi trong máy bay chờ để được trở về Hà Nội. Nhưng rồi một người thợ cơ khí báo cho chúng tôi biết là không thể cất cánh được vì thùng dầu đã bị hư hại. Tất cả những người trong máy bay, nhất là những thương binh, rất kinh hoàng vì họ không thể làm gì để chấm dứt cảnh chết chóc này của họ. Ngày 28 tháng 3 năm 1954, lại một đợt tấn công nữa bao trùm lên các cứ điểm. Nhiều cứ điểm bị cô lập, nhưng lính Pháp vẫn tiếp tục chiến đấu. Một cựu sĩ quan Pháp nói, đây chưa phải là tận cùng số phận của riêng tôi. Tôi nhìn thấy nhiều bạn bè và đồng đội đấy. Chưa phải là điểm chót của cuộc chiến đấu của chúng tôi. Máy bay thì không thể hạ cánh nổi, và thế là phải mở chiến dịch trả thù. Không thể nào khác trong sân bay hoạt động bình thường. Tập đoàn cứ điểm vẫn tiếp tục chiến đấu trong cơn tuyệt vọng để chứng tỏ sự dũng cảm của mình. Pháp đã phải dùng xe tăng để chống lại các lực lượng bộ binh của Cộng sản. Ở vùng núi phía Tây, hàng trăm Việt Minh Cộng sản đã chống trả với xe tăng của lính Pháp. Bằng quả lực lớn, binh lính Pháp đã cố sống cố chết bẻ gãy dòng dây của Việt Minh Cộng sản. Cựu đại tá Pháp lúc đó là Trung úy Bisa, là người chỉ huy dũng cảm của lính Pháp lúc đó, nói: đây là thắng lợi đầu tiên của chúng tôi ở Điện Biên Phủ. Quân của chúng tôi đã muốn chứng tỏ rằng họ có những đơn vị tinh nhuệ, có kinh nghiệm, có đủ khả năng để chiến đấu và chiến thắng. Đại tá De Castries liền gọi dây nói khuyến khích chúng tôi: các bạn đã biết rằng cho đến nay tiểu đội của các bạn đã có đủ khả năng để chọc thủng dòng dây của Việt Minh đấy. Tôi Trung úy Bisa nói: nhưng ngài cũng biết đấy, những chiến thắng như thế này là không thể thực hiện hàng ngày được. Tôi có thể làm được điều này nếu ngài cho tôi được chỉ huy những chàng trai năng động, quả cảm. Cuộc phản công kéo dài. Tướng Giáp đã ra lệnh cho các sĩ quan dưới quyền chỉ huy của mình điều khiển các đơn vị quân Việt Minh tập trung vào các đường chiến hào quanh cứ điểm của Pháp. 2/3 tiền đồn của Pháp ở Điện Biên Phủ đã bị san bằng và bị Cộng sản chiếm giữ. Lực lượng của Pháp không thể nào chống đỡ nổi
và đã mất ít nhất trên 2.000 binh lính chỉ trong vòng 5 ngày. Diệu Minh lại mở một cuộc tấn công vào vị trí ở phía đông của tập đoàn cứ điểm. Pháo binh Pháp đang cố gắng phản công. Chúng tôi bắt đầu bắn trả, và chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã phải chịu trong một thời gian rất ngắn 3-4.000 phát đại bác. Tôi có cảm giác là tất cả những khẩu đại bác có trên 100 khẩu. Ở tất cả các trận địa tiền duyên đều tập trung về một vị trí. Sau khi đợt pháo kích chấm dứt, đến lượt máy bay xuất kích, lực lượng bộ binh của chúng tôi vượt ra ngoài chiến hào. Lực lượng Việt Minh bị cầm chân ngay trên bờ chiến hào. Có lẽ một nửa số họ bị chết vì vi pháo, còn lại một nửa kia đã chiến đấu dũng cảm như những người lính thật sự ở tiền tuyến. Họ đã chiến đấu sáp lá cà bằng lưỡi lê với lính Pháp. Trong vòng một ngày giao chiến ác liệt, chúng tôi đã lại chiếm lĩnh các trận địa cũ của mình. Xác chết nằm rải rác khắp mọi nơi trên từng tấc đất ở đây. Xác lính Việt Minh vừa bị bao vây. Trận chiến đấu đẫm máu vừa qua dường như có phần nào là có thể cầm chân được Việt Minh. Họ chỉ còn lại dùng núi để chuyển các binh lính bị thương về căn cứ của mình mà thôi. Tướng Giáp đã gặp phải khó khăn trong việc điều hành các lực lượng của mình. Lực lượng Việt Minh đã vấp phải sự tổn thất bước đầu. Nhưng rồi tướng Giáp đã nhanh chóng điều chỉnh lại chiến lược của mình để tiến hành cuộc chiến tranh trong lòng đất. Ông đã ra lệnh cho hàng chục nghìn bộ đội của mình đào các đường hầm từ các vị trí chiến đấu đến các cứ điểm mà họ đang bao vây. Sau khi đã hoàn thành các đường hào này, tướng Giáp cho bộ đội của ông tấn công trở lại. Lúc này lực lượng của ông đã mặt đối mặt với lính Pháp. Các đường giao thông hào đã dây quanh các cứ điểm của chúng tôi. Mỹ lúc này đã cung cấp tới 80% các chi phí quân sự cho người Pháp ở Đông Dương. Các máy bay vận tải khổng lồ đã vận chuyển các đội tiếp tế cho quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Người Pháp yêu cầu có thêm nhiều vũ khí, quân trang quân dụng do Mỹ sản xuất và luôn luôn đòi hỏi Mỹ phải tăng cường chi phí, chi viện cho mức tối đa, kể cả những biện pháp dùng bom nguyên tử chiến thuật. Người Pháp đã không thể nào đánh bại được quân đội của tướng Giáp. Đến hạ tuần tháng 4 năm 1954, quân đội Pháp chỉ còn chiếm giữ các vị trí chung quanh trung tâm. Hầu hết các lực lượng của Pháp và căn cứ ở phía ngoài đã bị tiêu diệt. Lúc đó có khoảng gần 10.000 người với đạn dược, thực phẩm và quân trang tiếp tế từ bên ngoài vào. Nhưng lực lượng Pháp đã mất dần khả năng chiến đấu